Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Một cục bò này nha, được 4 cục thành 12 cục. Cho 4 cục bò đi. Này nó lạnh sâu nó cứng ngắt luôn. Chó đồ á thì ta nói là cái hệ tiêu hóa con chó nó ăn thịt sống nó sẽ tốt hơn. Trời. Sao mới đầu clip mà làm mất hứng vậy? Biết ăn không? Bậy thì đó. Múp. Nhỏ con ăn dữ ha. Ăn đi. Ngoan không? Sao à? Cỡ hả? Nữa hả? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ làm một buổi đại tiệc cho mấy bạn cẩu ha. Ok, hôm nay mình sẽ gọi như là mở kho, lương khố, đãi cho mấy anh đệ. Đúng ra là tính lầm sầm chút xíu là nướng barbecue, nhưng mà để hôm nào khác nắng đi. Hôm nay mưa quá, để mình đi kiếm cái thào. Có cái thao inox nào cho nó đẹp đẹp không? Ok. Đây các bạn. Ây da. Sắp tới giờ thả mấy anh đệ, mấy anh cẩu ra rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy mồi màng thịt thà. Để chuẩn bị lát thả ra xong rồi mình đãi tụi nó. Để mọi người nói không công bằng cho Lucy nó ăn uống quá rồi, mấy đứa kia bỏ bê không có, bạn đồng đều đây, đồng đều hết ha. Đệ nào cũng là đệ. Đây, kho lương khố. Nay quyết định là xuất kho để coi mấy cục bò đãi anh em coi. Ồ, thao này có bộ nhỏ à. Kiếm 3 cục bự bự đi. Cứng quá. Để coi coi đếm coi mấy con ta. 2, 3, 4, 5. Chắc cỡ mớ con. Một cục bò này nha, được 4 cục. 4 cục thành 12 cục. Đứa 1 cục. Chờ 4 cục bò đi. Ha. Rồi. Giữ cục này giờ chọi lỗ đầu luôn á. Này nó lạnh sâu nó cứng ngắt luôn. Ok các bạn. Thì như mình cũng có nói giải thích rất là nhiều lần, chỉ sợ bạn nào mà mới vô coi clip này đầu tiên luôn á thì không có hiểu, mình nói lại ha. Đây là những cục thịt bò không đủ chất lượng để làm thực phẩm cho con người, thì người ta sẽ chuyển mục đích cho con bé ha. Thì nó cũng không phải là hư hại hay là gì cả, nhưng mà nó đôi khi nó vướng một số cái chỉ số nào đó nó không có phù hợp thôi đó, thì nó chuyển qua thành đồ ăn cho bé. Chứ mình cũng không phải là thuộc dạng chơi nổi, hoặc là phung phí, hoặc là chơi lố, hay là làm cho người ta chú ý gì đó mà đem cục thịt ra đãi cho mấy anh Kiki ha. Đây là sản phẩm này mình mua với giá của sản phẩm dành cho bé đó. Chứ mình cũng không có thích chơi nổi, chơi đồ theo cái kiểu mà phung phí. Mấy anh này anh giống như nhiều người á, mình cũng có nói chuyện với mấy anh em chơi chó đồ á, thì ta nói là cái hệ tiêu hóa con chó nó ăn thịt sống nó sẽ tốt hơn. Ồ, có con sâu. Sâu đâu đây? Màng sâu ha, chứ không phải con dòi trong thịt đâu nha. À, thì nhiều anh em nói là cái hệ tiêu hóa của con chó nó ăn thịt sống nó sẽ tốt hơn, ok hơn. Rồi một số người nói á, con chó nó ăn thịt sống làm nó phát triển cái gọi là cái tính hoang dã đồ của nó đó. Đó thì người ta sợ, nhưng mà cũng nhiều người nói confirm lại cái chuyện đó là không có đâu.
thì cái hệ tiêu hóa của nó thì nó sẽ ăn được đồ sống. Thì về cơ bản á các bạn, nếu mà con chó ngoài tự nhiên thì ai nấu đồ ăn cho đâu cho nó ăn, đúng không? Nó vẫn sẽ ăn bình thường. Bây giờ mình ngâm đây, ngâm chắc khoảng chủng lâu rồi, nó lạnh sâu kiểu này chắc ngâm khoảng nửa tiếng nó mới tan hết đá ra. Đầu mình sắc cục nhỏ nhỏ ra một chút, hiện lát khoảng chừng cũng tầm khoảng nửa tiếng nữa là tới giờ mình thả chó buổi chiều, thả cho mấy bạn ra được vận động nè, rồi bắt đầu đi vệ sinh. Rồi có những con thì nó sẽ ăn cỏ, có những con nó lại những cái cây cỏ gì đó nó sẽ ăn. Nói chung là đây là hoạt động buổi chiều của mấy bạn Kiki nhà mình đó. Thì hiện lát mình thả cho nó chạy đi chơi xong rồi đầu mình sẽ thưởng cho các bạn đó mỗi bạn cục thịt bò ha. Ok rồi, đợi tới giờ. Ok các bạn, sau thời gian trời nước lạnh ngắt luôn, ngâm 4 cục đá này thì giờ nó đầu nó mềm mềm rồi. Ồ cũng chưa mềm lắm đâu, nhưng mà ở đầu mình sẽ sắc ra cho nó nhỏ nhỏ, cho nó rửa lại một cái lớp nữa, nó tan đá ra. Mỗi con thưởng cục. Cho nó uống nước đi, thả mau tan. Này là chơi. Chơi lớn luôn. Cho nó ăn có, nó ăn thịt sống không sao hết ha các bạn ha, cũng không có ảnh hưởng gì tới tính cách của nó hết trơn á. Con nào hiền là hiền, nào dữ là dữ à. Hồi xưa mình có làm thức ăn chó thời gian đó các bạn, mà nó dạng nấu, nói chung mình làm cũng đủ nghề á, khởi nghiệp cũng đủ thứ á, cũng có cái nó nhất nhạt luôn làm nha mất vốn luôn. Thì hồi xưa là mình nấu đồ ăn chó theo dạng súp á, xong rồi đầu cấp đông, đầu bán thì trong đó nó có súp rau củ, có thịt thà ở trong đó, rồi giao cho anh em nuôi chó nuôi. Thì cái đó nó bị một cái hạn chế là nó phải bảo quản tủ đông, nó tốn nhiều cái chi phí về mặt bảo quản đó. Rồi nói chung người Việt Nam mình thì để bỏ chi phí mà lo cho cái phần ăn uống của con chó mà quá nhiều á thì người ta không có bỏ. Thì cũng bán được những người nào mà người ta sẵn sàng chi thôi, nhưng mà cái số lượng nó ít quá, cái số lượng đó nó không có đủ. Đây mấy anh này em vô rồi kìa, cái số lượng đó nó không có đủ đủ bù cái chi phí sản xuất, nên là cuối cùng làm được thời gian cũng ngưng không làm nữa. Thì lúc đó làm thì cũng có tìm hiểu về cái dinh dưỡng của con chó. Thì con chó là nó ăn thịt sống là ok nè. Và con chó hình như cái hệ tiêu hóa của nó, mình nó không có tiêu hóa được cái sữa ha. Cái sữa trong đó nó sẽ làm cái con chó nó uống sữa, nó cái hệ tiêu hóa nó không có thích hợp cho uống sữa. Với em bữa em nói là ăn cái gì bị cái gì ta? Chó. Sô-cô-la đó. Ăn sô-cô-la là nó không có phù hợp với nó. Vậy mà đó giờ mình, ví dụ mình nuôi chó con, mình cũng hay cho chó con nó uống sữa của mình. Chắc từ từ nó cũng thích nghi quá. Ôi giời, rớt luôn vậy. Dụng về quá. Ok, giờ đi các bạn. Dạ, chết tôi rồi, ui da đau quá. Rớt cục gì đây luôn à. Cái này ở đâu hả? Ê. Ê. Già lắm à. Mắt sưng sưng nè. Này con. Trời.
Sao mới đầu clip mà làm mất hứng vậy? Nè, biết ăn không? Còn hôm đó bị gõ mõm mà không biết quay lát lên có bị gì không? Để lát gỡ ra. Lát gỡ ra. Anh Thơm đi thả chó hả anh Thơm? Hãy ngồi đây lát cho ăn sao. Ồ bình thường nó chạy vòng vòng sung lắm mà đâu có tiêu hết à. Anh dứt hết cục thịt rồi kìa. Chất lượng không? Rồi có mấy bạn bị nhốt nữa kìa. Lại cho mấy con chuồng ăn đi. Có nhiều con á nó kỵ nhau. Cho nên là mình thả theo đợt. Thả xong đợt này mình thả cái đợt con khác. Để cho đừng cắn lộn. Ui. Bậy thì đó. Ẩu rồi đó ba. Nè. Không không không. Đây. Múp. Hai đứa hai cục. Nè, thằng đen. Phuốt đó các bạn, thấy không? Lưng có dện á. Bậy rồi đó. Mới làm xong tô cháo, để đây khuya ăn. Chó thì nó thức đêm nên nó canh nhà các bạn. Khuya thì nó cũng cần đồ ăn. Ủa sao hôm nay chó chạy đâu chơi người ta? Bình thường chạy vòng vòng ghê lắm. Ủa sao thả 4 con vậy? À, chia không? Chia ra sáng thả mớ, chiều thả mớ. Hôm nay còn mấy con chuồng nữa. Mà mấy con chó nhỏ không biết nó, tại chưa cho nó ăn thịt sống bao giờ. Con này là con 8. Con này là con 8 nè các bạn. Nè. Nghiện mà ngại. Hả? À. Con kiên lát về chuồng đi, về chuồng đi rồi rồi cởi cái kia ra cho ăn. Ok các bạn, đây là anh 8. Con này là hôm đó là mùng, hình như là mùng 2 Tết, thì có ai bỏ nó trước cửa nhà mình á. Và nó cái chân của nó lúc đó là nó bị lật cái bàn chân ha. Lúc đó nhỏ xíu à. Thì ngay hôm đó là hình như là ngay ngày Chủ nhật, cho nên là ba mình đặt tên nó là 8. Thứ bảy xong rồi tối nhiên là thứ 8 á, cho nên là đặt tên nó là 8 luôn. À, thì nuôi nó lớn nè, xong rồi sửa cái bàn chân nó, nay nó bình thường lại. Ha, lúc đó nó lật cái chân nó đứng không được luôn. Để anh kiếm cục nào vừa cho mày coi. Mắc cỡ gì nữa. Mắc cỡ gì nữa, hơi lạnh lạnh hả? Vui quá, hưng phấn quá. Ngon.
Bình thường thì nó ăn cháo không à. Đây là mình nấu, nhà mình nuôi khá là nhiều cho nên là mình nấu cháo với lại nội tạng bò đồ á, mỗi ngày sẽ có người vô giao nấu cho nó ăn. Nay cho mẹ ăn thịt bữa. Còn thằng chú em này biết không? Lấm lét. Hey, bạn này là bạn Mina. Xé nhỏ nhỏ dễ ăn nè. Nè Mina. Cũng già các bạn. Già lười rồi. Con này thằng Ken. Nãy bị hâm. Nãy bị hâm nó hay bị giật mình lắm. Tối nó là con chó mà canh nhà. Tối cho nó nằm nó canh nhà mà nó nằm nó ngủ không à. Nó ngủ xong rồi lâu lâu mình đi xuống dưới đây á, xuống dưới nhà ở đây mình chơi. Nó đang ngủ nó thấy mình xuống nó giật mình các bạn. Nó sủa ẳn như bị hâm á. Mày làm tới hết hồn vậy. Ăn đi. Nè ăn lá canh cho, ăn lá canh dễ chuồng cho con. Giờ ra cho Lucy đi. Tám ăn hết chưa? Nữa không? Thích dữ vậy hả? Chuồng bên kia nó không biết ăn, ăn lá tao lấy qua cho mày ăn luôn. Nè. Nhỏ con mà ăn dữ ha. Nè đứng lên đây. Đứng lên. Đứng lên đây nè. Đây nhìn lên chú em. Rồi. Tuyệt vời luôn. Chó thì tuổi thọ nó trung bình khoảng 8, 9, 10 năm thôi các bạn. Cho nên là sau khi nuôi một thời gian rồi phải thay máu. Để thay máu, có mấy con chó nó già lắm à. Ở đây đàn chó mình có nhiều con ha, rất là khôn luôn. Công nhận là nếu mà nói về độ khôn á thì con chó cỏ mình là khôn, rất khôn. Hồi đó giờ trong quá trình mình nuôi chó là có những con hả là buổi tối các bạn biết tầm khoảng có khi là 1 tiếng, 2 tiếng một lần là nó sẽ đi tuần nha, nó đi tuần quanh nhà. Đúng nghĩa là đi tuần luôn. Tại sao mình dùng đúng nghĩa là đi tuần? Là nó đi rất là từ từ, nó đi rảo khắp nguyên cái nhà luôn. Thì cái phòng của mình là nó nằm ở cái mặt sau nhà, nhà mà cái phòng của mình là nó có hai hướng cửa. Một hướng ra hồ bơi và một hướng ra mặt sau cái vườn đằng sau. Thì buổi tối lúc đó nhiều khi mình còn thức khuya, cái 11 giờ nó đi. Nó đi rất là nhẹ nhàng, không có sủa, không có làm gì hết trơn, cứ đi từ từ rảo nguyên quanh nhà. Xong rồi 1 giờ đi tua nữa, 3 giờ đi tua nữa. Có thời gian mình thức khuya là mình thấy nó đi tuần. Đúng nghĩa đi tuần, không có làm ồn để người ta khó ngủ, mà cứ đi từ từ luôn. Bởi vậy mình thấy con chó cỏ mình là con chó nó khôn nhất. Đây ăn đi rồi lấy nước cho uống. Mới làm hết tô cháo rồi đó. Đi đâu á, coi chừng dính cát đồ dơ. Thôi vậy đi vô đây đi. Đi vô cái nền này nó dở với đỡ dính. Thôi ăn cục kia đi ông nội. Ăn cho hết đi rồi tính tới chuyện khác chứ. Con bữa tham khảo bạn Hậu ha. Gì đó Bully Hunter.
dòng chó này mà nó ăn thịt gà nhiều quá là nó dễ bị ghẻ ha các bạn ha, phong ngứa đó, da nó dễ bị nhiễm ghẻ lắm, cho nên ăn thịt bò là tốt. Nhai nắp chắp 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 cho như bà già còn cái nú không vậy. Thôi ăn kia đi, ăn kia đi, cái này còn nguyên, ăn hết cái kia đi anh cho tiếp. Cái gì? Bi đi đâu á? Trời ơi, đi lượm trứng gà hả? Được mấy trứng? Nhiều trứng lắm hả? Điếm rồi. Hết rồi hả? Rồi, Bi điếm có mấy trứng? Một, hai, ba. Tay cái trứng trên cây nữa chi? Tổng cộng mấy trứng? Sáu trứng. Hay quá ta, sáu trứng luôn. Trời ơi, nó điếm giỏi, dễ sợ tuyệt vời. Lucy đừng làm Bi sợ. Em chứng cất đi. Đây, ta cho vô chuồng. Để nó công mà dính dính cát nó dơ chứ không vậy hết trơn á. Nè. Rồi vô chổng đi. Nó chạy ra ngoài dính cát ăn vô công. Đây các bạn. Bữa làm cái chuồng vịt thì sẵn đi ra đây rồi khoe cho các bạn coi coi là tụi nó ở sao ha. Đầu tiên là bạn vịt trống đang nằm canh trước cổng, à, trước cửa, trước dinh thự. Còn vịt mái đã vô ổ nằm ấp rồi. À. Đây, vịt mái đang nằm ấp nè. Ô, quay lại đây, đây thấy cái mỏ của bạn. À, biết rồi, không có làm gì hết, không có làm gì hết. Đã nói không có làm gì hết mà, người ta chỉ tham quan nhà thôi mà. Biết ăn thịt không? Nè, mày biết ăn thịt không? Rồi mỏ ba kìa, mỏ nhiều chuyện á, trời, mỏ dữ á. Bi thấy bằng vịt ấp trứng chưa nè? Đang ấp mà đứng dậy luôn á. Ừ. Kìa. À, nãy Bi xem rồi hả? Ok. Đó bạn, làm cái chuồng, bữa làm cái chuồng nay lại vô nằm ấp rồi, an toàn tuyệt đối luôn. À, mưa gió thì cũng ok hết. Rồi, không làm phiền nữa mày, làm người quá. Có mấy quả? Rồi bây giờ vô cho mấy con chó ăn tiếp. Rồi dám Lucy nó làm tung cục kia xong luôn rồi quá. Xong chưa? Rồi cho con cục nữa là đủ nha. Là coi như đủ xã hội nha. Rồi múp đi. Còn chưa đói thì để tối tối ăn. Còn như đây là đãi tụi kia tiếp. Nãy giờ mới cho mỗi bạn có một cục thôi, chưa có đủ đô nữa. Chỉ có con tám là được ăn hai cục, chứ Lucy là có ba cục. Còn con lúc ke này thì tại vì cái tính của nó hơi dữ, hơi láo cá, với lại nhiều khi nó đè mấy con cái á, nó phối. Xong rồi mấy con cái nó chưa lên giống, nó không cho phối nữa, nó quay nó cắn người ta luôn, chơi cọc quá. Mà ông trai chơi cọc tánh quá. Cho nên là phải rọ mõm nó lại à, chứ không phải là gì hết. Lát nó về chỗ của nó là ở đầu mình tháo ra. Nè, ui. Ui. Chó nè. Cái dòng chó Phú Quốc á, cái tính cách của nó, ừ ăn đi, để nó ăn đi, cái tính cách của nó rất là cái gọi là cái gì ta, kỹ năng của nó rất là cao luôn nha các bạn, rất là cao. Tới mùa có những cái con bọ hung á, tự trên cây nó bay xuống nè, nó bay là nè, ảnh lấy chớn ở dưới phóng lên táp ở nhà rào luôn, ghê lắm. Rồi ảnh leo trèo mấy cái lưới đâu á,
lưới mà B40 rồi nó leo như cái mái luôn á. Đó, xong rồi bơi cũng giỏi. Nói chung là rất là nhiều kỹ năng ở trên con chó Phú Quốc. Nhưng mà bị một cái con chó Phú Quốc nó có một cái mà đôi khi rất là bực mình là các bạn biết gì không? Đào. Ví dụ mấy cây mình trồng á, cây mình trồng dưới đất đây nè. Đó, là nó đang yên vị vậy, ảnh phát hiện ở dưới có con gì đó, con dung con gì đó là ảnh đào. Anh đào chóc gốc người ta lên luôn. Chứ nó là kỹ năng là vô cùng luôn. Đào nè, săn nè, sục nè, bơi nè, leo nè, dữ lắm. Hết nồi cháo chó rồi đó. Nè, ăn đi, đừng mắc cỡ. Cỡ cái gì này, chó cái hả bạn ha. Bữa Hậu cũng có chia sẻ một cái rất là hay, đó là điếm vú. Đây con điếm vú, con này già dữ, mắt cũng đục luôn, lông thì sơ sát luôn, nhìn như chó sói ha. Đẹp á. Rồi lúc nó phong độ đẹp lắm. Hồi xưa ở đây đặt đủ tên á. Coca, Tiger, Catbird, đồ Henneken. À, à. Hôm nay cho ăn thịt để luyện răng đồ. Chứ để ăn cháo riết là không biết nhai. Ăn chưa? Hiền ơi Hiền, lên cột con kè đi. Con gì đó? Hả? Lúc kỳ á. Cột rồi tháo ra anh cho em chó ăn coi. Hết chưa con? Hết rồi hả? Ăn dữ rồi hả? Thôi làm như cái máy bao nhiêu cho đủ mày. Vô đây kè. Ngoan không? Giỏi. Nó rất là ngoan nhưng mà nó giống như là nó tính cảnh giác của nó với người lạ nó cao. Thì nó chưa gặp em quen á, nhưng mà hôm nay là vẫn hơn bữa, đúng không? Lần trước là còn ghê hơn nữa, lần trước nó làm phải ghê, lần này là ngoan. Ừ? Trả cho ba nãy Bi lấy ngoài kia, Bi phải đem ra ngoài kia trả chứ. Sao à? Nó cỡ hả? Nữa hả? Rồi gom thịt quăng tới quăng lui giả bộ. Ăn đi con, nó cỡ hả? Cái gì? À, đây, anh bạn già đang bước tới kìa. Nè con. Nó chơm cục kia của con kia rồi. Con thịt đi. Rồi, dành mẹ rồi. Nhiều chuyện, quăng cục thịt đó, nhiều chuyện đi, nó dành nó tiêu rồi. Chấp. Tinh thần cảnh giác của nó rất là cao bạn thấy không? Rất là cảnh giác luôn. Thôi đừng cắn lộn nha. Mọi đứa có phần của ai đó đừng cắn lộn nha. Cắn lộn ăn đòn á. Có hai con bay là ăn giỏi nhất á. Tội nghiệp quá già thôi cho con thêm cục nữa.
Phần cưỡng cuối cùng này là dành cho ai? Thôi già quá ăn không tốt đâu con. Già quá ăn nhiều quá có bị tiêu hóa không? Một thời lần lẫy á, đẹp như chó sói vậy. Tướng như chó sói. Con này là xưa là lai bạc rê. Bạc rê lai chó cỏ. Nè, thôi miếng này xé làm đôi đi, mỗi đứa một miếng. Ủa làm ghê không? Làm ghê không? No. No no no. Đâu rồi? No no no. Nhà nó dưới kia rồi, lại nhà cho nó ăn luôn. À, con ke nằm góc đó ha, còn bạn này nằm góc này. Đi lại đây. Về nhà luôn. Xong. Nguyên thao thịt trong vòng một nốt nhạc. Hết rồi. Hiền, này hiền. Dòng kia làm ghê quá. Ốm hết. Già quá, xương đi lòi hết luôn. Có những cái hình ảnh đó, nói chung là cuộc sống này nó luôn biến chuyển ha. Nó không phải lúc nào nó cũng hùng dũng ha. Những cái con sư tử các bạn lúc mà đỉnh cao phong độ rất là ai phong ha. Nhưng mà về già là ở đầu cũng ốm lòi ba sườn luôn. Sơ sát. Khi mà co hết mạnh rồi đó là bị sóng sao nó lên. Nó đầu nó đè, nó ăn hiếp rồi nó đánh đuổi ra khỏi cái đàn. Nó không cho sống chung với đàn nữa. Cuộc sống nó khắc nghiệt vậy đó. Thì có những con sư tử mà già ngày xưa là chúa Sương Lâm. Thì khi về già là chết cô độc. Sống mà. Ok các bạn, rồi thì hôm nay là làm một cái bữa tiệc thịt đãi cho mấy bạn Kiki ở nhà luôn, nhìn nó ăn ngon miệng, nhìn cũng thích vui vui. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ và giữ thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.